3. Kakashi trông cùi vậy thôi, nhưng fame của anh ta khá lớn. Anh ta nổi tiếng đến nỗi dường như bất kỳ kẻ nào có móng mặt trên thế giới đều biết rõ tên ảnh luôn mà. 4. Cái ghế thường huyền lục Lột đệ lục Hokage như là được gài sẵn cho đít anh ta ngồi lên vậy. Người gì đâu mà trí tuệ mạnh mẽ nổi tiếng lại con cháu cha nữa, con của nanh trắng kia mà. Anh ta rất được lòng của lãnh chúa. Ngày anh lên ngôi được ví như là ngày kết hôn của anh với toàn bộ dân làng Konoha vậy đó, nhưng chỉ không có đồng phòng hoa chúc mà thôi. 5. Anh thuộc top ninja giỏi nhất làng lá nên dân làng nó nể ghê lắm. Dù hay được đề xuất làm lãnh đạo, nhưng Kakashi là con người thích thả rong, vô sầu vô lo, anh ta không thích gánh vác trách nhiệm một chút nào cả.